Không, nhưng mà qua được khổ nạn của chú là lên cây mình lá thôi. Alo, alo. Qua rồi lên cây mình lá. Dạ thưa bác, là dạ quen rồi. Thơm quá. Thiệt, rất thơm. Yes, yes, stop. Okay.
Đường cũ này sâu 20 đến 30 mét. Mấy cái đường cũ bây giờ mình cứ nâng dần. Mỗi lần nâng như vậy thì cái máy là như thế nào? Nâng mái. Không, cái mái này sẽ xong. Ở đây cái nó nói rất cụ thể. Anh có biết chỗ này là 34 không? 34 ừ. This is the garden. We are here in the garden. We are here in the main avenue. But don't put that. Đi cô đâu cô cũng thấy cái đèn bảy đèn cây này đó. Đúng rồi, thấy chị đang hỏi cái đèn cây đó. Đã ở trên núi Âu Lưu hồi sáng mình đi á, về đó cái đồng người ta mài đi, nó được tao tạo thành những cái vật để mà người ta làm trang trí cũng như là đồ lưu niệm. Quý vị có ghé qua đó xem xí không? Sao nó gọi là sợ chú nhỉ? Chú thì ngoan rồi. Còn mình không sợ ai.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.